bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên có bao điều mười người chào bình minh đang đến, nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông hơn, nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê. Hey yeah, a Tobin test course, and then I will study, you know, art, and you know it takes time for me to take the English, so in my time I often study English and you know find some materials in English. And how many people your family are there in your family? If you want to speak English well, you must open your mouth to speak as loud as possible and speak as loud as possible.